Ủa đi xe nào nữa vậy? Hả? Hay là đi xe khác. Hả? Xe này đi qua đi rước. Đi rước Colorman. Dạ. Dạ kính chào quý vị khán giả. Hôm nay thì Colorman đang đi về quận Gò Vấp, và hôm nay mình đến đến gặp một nhân vật mà rất là đặc biệt. Đó là nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn. Lý do là đây lại tiếp tục là một cái chương trình mới của Colorman. Chương trình mang tên là Dấu Ấn Huyền Thoại, cũng là một cái chương trình mà dân Colorman nghĩ ra. Đây thì sẵn anh Thanh Điền ở đây cho nên là Colorman sẽ dắt anh. Dạ. 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 Cái này quay cho biết gặp Colorman. Dạ, dạ. Công ty Điền Quân nè, hôm nay tới nhà của Nam Thanh Tuấn nè. Dạ. Dạ. Nữa em đi, ông đi đó. Thanh Điền trước giờ có giờ gặp chú đợn chưa gặp chú Thanh Tuấn đúng không? Nãy tôi điện cho. Không, chưa. Dạ. Rồi dạ. Ủa nhà chú đâu? Ủa cái nhà có cửa màu hồng nè, Thanh Điền bước lên. Rồi ok. Chú Thanh Tuấn. Dạ. Chào em. Dạ đây anh. Sao đi lạc đường hả? Dạ. Dạ không phải lạc đường mà nó kẹt ngay chỗ Quang Trung á, kẹt quá chỗ đất luôn. Dạ. Anh khỏe? Khỏe. Dạ. Bạn này. Dạ. Khỏe mới tiếp. Dạ. Anh Thanh Điền. Thanh Điền. Dạ. Thanh Điền đang. Dạ. Dạ. Cách đủ thứ cây. Dạ. Đang ngồi. Đủ thứ cây. Em cũng có mến mộ Thanh Tuấn lâu đời rồi. Dạ. Thôi mình vô nhà nghe. Dạ dạ dạ. Dạ kính thưa quý vị khán giả, hôm nay thì tới thăm chú Thanh Tuấn, với lại hai nữa là muốn đang tìm cách để mời chú tham gia cái chương trình Dấu Ấn Huyền Thoại. Đó, sau sự diễn cuộc đời là tới Dấu Ấn Huyền Thoại. Dạ. Nói chung là với chị Quân thì cũng mình cũng gặp và làm chung rồi. Dạ. Cũng hợp tác mấy năm trước cái đường đến Vinh Ca giọng cổ. Dạ. Dạ. Được công ty của Điện Quân mời là 2 năm liền. Dạ. Hạnh phúc 2 năm liền. Dạ. Mấy năm nay thì Điện Quân tạm dừng cái đó. Dạ. Và bây giờ muốn làm những việc khác. Dạ. Thì đến trước tiên là cảm ơn Điện Quân đã thăm Thanh Tuấn. Dạ. Và cũng nhà ý là mời nha, cái Dấu Ấn Huyền Thoại. Dạ. Thì xin cảm ơn. Và nếu không có gì mà trở ngại thì lại gặp nhau. Dạ. Tiếp tục sẽ hỗ trợ. Dạ. Dạ. Trong cuộc đời Thanh Tuấn làm nghệ thuật, tất cả anh em cần cái gì trong khả năng Thanh Tuấn sẵn sàng. Dạ. Dạ. À, tiên nhiên là chúc Điện Quân khỏe thật khỏe ha, mà lúc nào luôn luôn cũng có cái máu yêu nghề. Dạ. Ha, dạ. Để gặp gỡ anh em nghệ sĩ. Dạ. Làm những cái chương trình hỗ trợ cho anh em, và đặc biệt là để lưu lại cho đời những nghệ thuật. Dạ. Mà Điện Quân, ý Điện Quân muốn làm. Dạ, dạ. Đó là cảm ơn. Dạ dạ đúng vậy, chắc là quý vị bạn lâu lắm rồi. Ngày xưa mà những ai mà mê cải lương nè, mê giọng cổ là chắc chắn là sẽ cái lứa, cái thế hệ của Colorman đó là hồi xưa nhớ cái tuồng Đại Quý Quy Bình, tìm lại cuộc đời. Tìm lại cuộc đời. Dạ. Thì nhớ Đại Quý Quy Bình. Dạ. Rồi đó cho anh Thanh Tuấn rồi thôi, xưa mình coi mình mê năm đó mới có 26-27 tuổi. Dạ. Năm okay. Nay là dạ thưa anh, năm nay 70 rồi. 70 hả? Dạ anh sinh năm mấy? Sinh 50. Sinh năm 1950 nên mình nói 71 rồi. Wow. Thì 70 là mình tính là tuổi gì, tuổi Tây hả? Dạ. Tuổi dạ. Tây 71 à? Dạ 71 rồi. Dạ thôi giờ vô nhà đi nghe. Ở mình rồi nhà. Dạ dạ. Trời. Đó. Vô nhà ngồi mới được. Dạ. Đó mấy anh quốc đi. Dạ. Dạ thưa anh. Thôi. Mỹ Ri ơi. Dạ. Dạ thưa anh. Rồi, dạ, anh ngồi đi. Anh ngồi đâu? Anh ngồi dạ. Dạ. Qua đây em. Đó. Đó, bước chào, bước chào. Rồi, vào đây. Ừ. Dạ. Vô rồi đó. Hết, coi chừng, lo lo. Không lo đâu, dễ gì. Dạ. Dễ gì lo. Dễ gì lo. Chừng lọt, cái lọt nó. Thiệt sự là hôm nay cũng rất là vui, tại vì anh Thanh Điền thì sẵn dịp lên làm lên tham gia cái chương trình Xuôi Diễn Cuộc Đời. Rồi xong nghe nói là qua gặp anh á, rồi xong nghe nói nó rủ Thanh Điền đi luôn.
tại vì anh Thanh Điền cũng nói chung là cũng mến mộ. Dạ, mến mộ, mến mộ. Dạ. Anh Thanh Điền đã mến mộ giọng ca Thanh Tuấn lâu rồi. Dạ. Hôm nay đến gặp bằng xương bằng thịt. Dạ. Dù rằng mình không đối diện được với này ánh sáng, nhưng mà qua cái lời nói. Phải cái khúc mà ca với cô Mỹ Châu, cái khúc mà ngờ cái đồng thù ngửa ngoài. Tức là tiệm đây cuộc đời ha. Dạ. Cái lúc mà đưa đi công đảo đó. Dạ. Chưa kịp đưa. Chuẩn bị đưa đi đó ha. Dạ. Chưa kịp đưa. Đưa đi. Chưa kịp đưa thì ông mắc quen với đại tá Quang nhắc. Trời ơi. Nhớ ha. Dạ nhớ. Nhớ, nhớ từng chi tiết luôn. Dạ. Chi tiết luôn. Thanh Điền sinh 1967. Nhỏ. Dạ dạ. Nhớ, trẻ lắm. Em 69. Lúc đó ông Tư. Lúc đó ông Tư còn có ông làm đại quý giáo đó, Tư Rộm. Dạ. Tư Rộm, đại quý Giang Thành Giáo. Dạ, vô đó. Đấy. Diệp Lan đóng vai tám. Đại quý Giang Thành Giáo, trời Giang ơi. Giáo. Rồi ơi, nghe bây giờ là toàn là nhân vật mà nó nổi tiếng không? Dạ. Phải ông Tư chứ. Ông Tư nói chuyện sao bình thường mà sao ghé mà bắt cười. Dạ. Ta hài mà hài tự nhiên là hài tự nhiên. Ông nói chuyện tự nhiên chứ ông không có mà không có, cái kiểu như mà những người mà nó nói cách tao đó lượn lượn đó. Dạ. Ủa anh ở đây là nhà anh hả? Hay dạ, là dạ, nhà anh dạ. Nhà anh đây trên Tân Bình chứ anh. Dạ dạ dạ. Rồi, anh lúc này anh còn đi hát không? Đi liên tục. Dạ. Đi liên tục. Đi liên tục. Đi liên tục. Trời. Để chuẩn bị ngày mai quay 4 bài cho bên Thằng Long, Đức Long này. Dạ. Rồi tôi mốt là hát cho Tân Châu của Tây Ninh. Rồi hồi nó hát anh Điền đời. Đi liên tiếp. Đi liên tiếp. Còn tổ nghiệp cho đi ngoài đi nhiều lắm. Dạ. À đi còn đi nhiều lắm. Dạ. À Vũ Điền. Dạ. Còn hồi nó hát cho Điền cho Thanh Điền đời nữa nè. Cái giọng của anh Thanh Tuấn vẫn còn nghe hay rất lắm, còn sáng sảng nè. Sáng sảng đúng không? Còn tại cái giọng 71. Dạ. Tại cái giọng nó bị rạng rãng vậy đó. Tức là nó vừa cái dây tuyến của cái cổ hủ mình đó. Dạ. Mà nó lớn. Tuy nhiên, bây giờ nó nhỏ nó không được. Dạ. Không được. Nó nhỏ, dạ. Nó nhỏ không được. Không được. Nhỏ. Xưa giờ vậy luôn á. Vậy luôn á. Dạ. Thì vậy đó. Nói vậy nó mới ăn biết. Nhưng mà 71 mà cái giọng rỗng rãng nha. Dạ quá dữ. Đồ tốt nó vậy đó. Đồ tốt nó vậy. Dạ chắc cái nội dung chương trình là bữa các bạn có trao đổi với anh chưa? Thì tức là, dạ. Nói đi, dạ. Đi nói đi. Dạ thưa anh là cái em thì chắc cũng có tuổi chút. Thành ra là tự nhiên thích nghe mấy lại những cái nghệ sĩ nè, hay là những ca sĩ mà một thời mà cái thời mình tuổi thơ á. Nhưng mà em nghĩ là giờ hầu hết thì các chương trình bây giờ họ hay làm cho nghệ sĩ mới, nghệ sĩ trẻ, nhưng mà hầu như là họ không có. Các bạn giờ hầu như là gần như là lãng quên những cái nghệ sĩ của một thời vắng bóng ngày xưa. Cho nên dạ, nên là em thì em nghĩ nếu mà có một lúc nào đó mình làm được một cái chương trình mà đưa lại được những cái nghệ sĩ thì thâm niên một thời nè, thì em nghĩ cái chương trình em cái những người có giống như huyền thoại, thì cái người đầu tiên mà em nghĩ đến là anh. Dạ. Bên cạnh đó là cũng sẽ có một số nghệ sĩ khác như là tiếp theo. Minh Vương, Lệ Thủy vân vân đó, những các cô chú anh chị ngày trước á. Thì cái tiêu chí chương trình thì những cái nghệ sĩ mà tham gia dấu ấn huyền thoại thì em đang nghĩ là ở cái mức là U60 trở lên. Đúng rồi. Anh thì coi như 71 coi như U80 rồi. Dạ. Dạ. Em cũng có đọc mấy bài báo rồi em thấy là năm 2019 á, mình anh vẫn chạy show, vẫn đi hát show, rồi đám cưới, nói chung là cái gì anh cũng không có từ nè. Không, không phải là vì mình là nghệ sĩ nhân dân. Không. Càng nghệ sĩ nhân dân thì mình càng có là đi hòa mình với nhân dân và để mà đáp ứng lại cái yêu mến nghệ thuật mà ngày tất cả quý vị khán giả đã dành tặng cho mình. Dạ. Cho nên là em cũng mạo muội là nói các bạn bên dưới là cố gắng liên hệ anh, rồi xong em tới em gặp anh. Tại vì cái chương trình này em nghĩ là em phải đi trực tiếp. Ừ. Dạ, mời từng người một. Ừ. Đó, thì sau anh thì đương nhiên là cũng sẽ có như anh Trần Tiến, rồi những cái người mà đang lớn, rồi kể cả anh nghĩ là mấy người mà sống mấy 70 cũng nhiều lắm. Dạ. Yeah. Anh Nhất Sinh. Sinh. Dạ đó đó. Thế Hiển. Dạ Thế Hiển đó. Năm nay cũng 65 hết rồi. 65-66 đó đó. Ừ. Dạ. Trên Thế Hiển cái lứa đó, lứa sao giấy bóng đó. Dạ. Mời bác Trần Tiến hả? Có mời bác Trần Tiến luôn.
Chưa. Còn khỏe. Bác thằng Tiến khỏe, tại vì bữa là mấy cái thông tin là bậy bạ, không ai không đúng. Mạng lên chính xác đâu. Dạ. Chính thống á, thì mới đúng. Dạ. Nói nghe. Thì cái chương trình này thì mình em nghĩ là làm giống như một cái live show nhỏ. Dạ, làm một cái live show gọn. Dạ, nói vậy chứ nó cũng hoành tráng. Nhưng mà em cũng sẽ mời thêm một số khách mời. Đúng rồi, phải vậy mới được. Nó giao thoa cái thế hệ của anh nè, cũng có một số khách mời cái thế hệ của anh, rồi thế hệ trẻ, đặc biệt là cái thế hệ các nghệ sĩ rồi, trẻ. Rồi, hiểu. Nó cầm vào. Một cái chương trình nó khoảng chừng tiếng rưỡi. Ừ. Dạ. Anh thì chú cho anh thì chương trình anh đến cả chừng một số bài. Dạ, các em nó lại vào trộn vào. Dạ. Chứ một cho nó đầy. Dạ, chứ một có màu sắc. Dạ, màu nhiều màu sắc. Màu sắc. Chứ còn anh thì với một số nghệ sĩ thì em nghĩ mấy anh cũng còn khỏe lắm. Ừ. Làm một show hát luôn một liền tù tì cũng được, nhưng mà mình trộn vô có màu trộn, sắc nó giao thoa thế hệ trẻ rồi thế hệ gọi là huyền thoại một đúng thời. Rồi. Dạ. Nó giữa hai thế hệ hoặc ba thế hệ. Dạ càng hay thì nó đẹp. Dạ. Mà người xem người ta thích thú. Dạ đúng rồi. Dạ. Người ta mới thấy rằng những người thời trước những anh đàn chú giờ này thí dụ may mắn mà còn khỏe thì ký tên đằng dưới là như nữa mà còn gặp nhau mà ca hát thì đó là hạnh phúc. Người khi mà giao thoa được cả ba thế hệ nó càng hay nữa. Ba thế hệ đi, nếu mà Quân làm được ba thế hệ hay lắm. Mời chừng vài người dưới lứa như sao trung lứa Quý Trân lứa thứ ba rồi. Lứa đó thí dụ vậy đó, rồi trên nó giữa thì Quý Trân là tới lứa thứ ba luôn. Thứ ba rồi đó. Thí dụ cái lứa thứ hai là Kim Tử Long, Phú Linh. Lứa thứ hai rồi quá hớp luôn đó, đứa đó. Cái đứa sau đó là cái gì mà Quý Trân rồi Cẩm Tiên rồi đó là lứa thứ ba. Lấy lứa thứ tư là chưa tính. Lứa thứ tư là các nghệ sĩ trẻ trẻ như là thứ tư là Dư Lê Tứ rồi đó. Sao đâu lại là dạng đó. Trời ơi, bốn thế hệ mà gặp nhau trong một chương trình chắc đẹp lắm. Dạ. Đẹp lắm. Quá đỉnh luôn. Nào. Dạ đẹp. Sao không đủ tiền làm quá. Điền Quân mà nói vậy cũng được. Điền Quân mà nói vậy có đâu. Thiệt. Có thiệt. Dạ có thiệt. Yeah. Dạ thì đó thì chắc là em nghĩ là nó một cái chương trình nó nghe thì đơn giản. Nhưng mà cái mà mình sắp xếp mình tổ chức thì sao mình tổ chức được một chương trình mà nó đầy đủ, nó rất là ý nghĩa, rồi nó cũng là rất giải trí nữa. Tại vì nói gì nói nó vẫn phải mang tính giải trí đó. Dạ. Em mình thực hiện cái chương trình đó em. Dạ. Cái thí dụ bước thứ một, thứ hai, thứ ba thì anh nghĩ rằng cái sự đón nhận của tất cả khán giả đều còn say mê. Dạ chắc chắn say mê. Mà em làm được như anh là ít nhất có ba thế hệ này. Dạ, ba thế hệ này đẹp nhất. Dạ. Chắc sẽ cố gắng làm sao trộn được ba thế hệ. Dạ. Nghiên cứu đi nha. Ba thế hệ là đẹp. Tại vì mình còn phải dựa vào cái lịch của các anh chị nữa. Đó. Đó. Thì tụi em thì ghi hình thì tụi em sẽ làm trong cái studio lớn của em ở bên Gò Vấp luôn. Dạ. Tại vì phải làm cái đó để cho âm thanh rồi đó. Đây nè. Chứ còn mình làm cái này mình làm ngoài trời thì sẽ không cần khó kiểm soát lắm. Dạ. Rồi khán giả thì đương nhiên là chắc chắn là những khán giả họ sẽ đến xem rất là đông. Đó. Thế còn mến nghệ sĩ nhiều lắm. Dạ. Thì chương trình lúc đó mình con cũng sẽ tổ chức cho open cho khán giả nào đăng ký tới xem thì cứ đến, mình cũng không bán vé. Còn khán giả hôm đó mà tân tình cảm như thế nào thì họ mà muốn ủng hộ cho các cái huyền thoại mà mình thì, hoặc là thần tượng mình yêu mến thì thì họ cứ ủng hộ, rồi sau toàn bộ phần đó thì mình mình gửi tặng cho một số các cái nhân vật của mình trong cái dấu ấn huyền thoại. Tại vì cũng không phải là các nghệ sĩ nào cũng có điều kiện, và cho dù có điều kiện đi nữa thì cái ủng hộ của khán giả cho dù là ít dù nhiều về mặt vật chất nó cũng là một cái niềm động viên, cái tinh thần. Dạ. Chứ bây giờ thì nói để mà đi mưu sinh thì nó không phải rồi đó. Đúng rồi. Dạ. Thì cái chương trình nếu mình bắt đầu muốn ghi hình dự kiến hình là khoảng tháng 4 đầu tiên là ngày mấy nha? Trung tuần tháng 4 thì mình đang trung tuần tháng 3. Dạ. Còn khoảng tháng đó. Dạ. Để tụi em chuẩn bị phim trường rồi. Đúng thiết rồi. Kế rồi cả nhìn cho nó sang trọng đúng nghĩa luôn. Dạ. Sẽ rất là sang trọng rồi nó vừa mình quay cái chỗ phim trường mình dưới không? Cái chỗ trước mình làm. Rộng á. Dạ chỗ đó rộng, chỗ đó cả ngàn mét đó. Đó. Dạ.
là chuẩn bị cho quảng bá rồi khán giả. Rồi tụi em cũng phải gửi danh sách vào trong đài để xin, để duyệt nhân vật nữa. Chứ còn mình thì mình, em thì em chủ động em mời trước rồi mình, nhưng mà hầu hết là nhân vật mình đã gửi vào rồi đúng không? Đài cũng đã đồng ý rồi thì em mới xin gặp anh. Dạ. Rồi. Gì nữa không? À, có nói cho chú cái format cái chương trình, chắc là mình phải cần có một cái phần tư liệu ngắn bằng mấy phút đó, tụi em làm một cái giống như một cái video ngắn để cái tư liệu giới thiệu về anh đó. Dạ, thì cái đó có phần chia sẻ câu chuyện sự nghiệp. À, thì là anh với chú sẽ nói chuyện với chú sân khấu. Dạ, thì cái chương trình này không đơn thuần tí là chỉ là biểu diễn không, nhưng nó cũng sẽ có một cái phần như talk show vậy đó, nó chia sẻ thêm trên sân khấu. Rồi trước đó là cũng có một cái video ngắn để giới thiệu cái quá trình của anh. Tiểu sử cuộc đời. Dạ, dạ, nó giống vậy đó. Giống vậy đó. Dạ, dạ. Nhưng mà sẽ làm ngắn nè. Để dành cái mấy phút thôi. Dạ, mấy phút thôi. Để ca hát. Rồi ca hát rồi xong rồi có cái phần talk show, rồi nói chuyện với anh giúp có một những cái dấu ấn cuộc đời sao, rồi những kỷ niệm. Và là mình cũng giao lưu thêm với các thế hệ nghệ sĩ nữa. Ok. Dạ, dạ. Thì nó làm vậy nó ấm cúng, nó vui vẻ hơn. Đúng đầy. Dạ. Đầy. Dạ. Vậy thì coi như tạm thời là chú anh Thanh Tuấn tạm thời chấp nhận. Điện Vương cứ làm cái gì mà trong khả năng của phạm vi của anh. Dạ. Khả năng của nghệ thuật. Dạ. Mà được anh mạnh khỏe. Dạ. Là anh sẵn sàng. Dạ. Ủng hộ với những người mà có cái tâm, mà dạ, có cái tâm và có cái máu với nghề, với nghệ sĩ là hết sức anh cảm ơn. Dạ. Sao Thanh Điền? Dạ. Em muốn nghe cho anh Thanh Tuấn một hai câu không? Dạ, cái đó là nãy giờ. Đây, vinh dự đúng không? Vinh dự, vinh dự. Mà. Dạ. Dạ thôi thì dạ, trước khi hôm nay là cái video đầu tiên là Colorman đến nhà của anh Thanh Tuấn hoặc là chú Thanh Tuấn. Đó, và thật sự là mở màn rất là mở hàng vậy là rất là mừng luôn. Cũng không nghĩ là thật sự luôn làm chương trình này cũng liều, cũng không nghĩ là vì các anh chị các cô chú lớn tuổi thì thật sự rất là khó, sợ lắm. Nói chung là cứ làm liều thôi, coi như anh mở hàng cho em mà may mắn thì coi như là sắp tới em hy vọng là tới đây mời ai cũng ok hết. Ok. Anh không, cái chương trình anh nói điện nghe. Dạ. Em cứ làm đi. Dạ. Anh biết là với nghệ sĩ thì bây giờ những cái lứa của anh đó. Dạ. Ta muốn được để lại cho đời những cái nghệ thuật mà ta từ đó mấy mươi năm qua. Dạ. Bây giờ có người mà tức là đem ra. Dạ. Để mà cho khán giả biết được cái cuộc đời, quá trình. Dạ. Làm nghề. Dạ. Thì cái đó là một cái mà nghệ sĩ rất mong muốn. Dạ. Anh em nghệ sĩ nào chỉ trừ sức khỏe thôi. Dạ. Nếu khỏe mạnh là anh em người ta sẵn sàng. Dạ. Thấy không? Dạ. Sẵn sàng anh tin em tin đi. Dạ. Dạ. Tại vì cái này thật ra nó cũng không phải là xuất phát một mình mà Colorman có thể nghĩ ra được. Rất nhiều khán giả của Colorman ở trong và ngoài nước và cũng hay nói là Colorman sao không nghĩ ra làm một cái chương trình gì mà để đưa lại những cái huyền thoại xưa cũ mà bây giờ các cô chú bác các anh chị bây giờ cũng không có cái điều kiện để mà có một cái show diễn của riêng mình. Đó, thì hầu hết là đi hát chung rồi nọ kia, một cái show riêng giống như live show, mini live show cũng khó. Thì cũng mong rằng khi quý bà con và bác xem xong cái được cái này thì mọi người ủng hộ, tiếp tục ủng hộ nữa thôi. Ủng hộ, dạ. Đón về, ủng hộ từ xa luôn. Chờ đón xem nữa. Dạ. Những người nào ở xa thì ủng hộ từ xa luôn bằng cách là cái đầu mối trực tiếp của chương trình đó là cái bạn trợ lý duy nhất của Colorman là Nga Sờ Chua đó, chắc quý vị các bạn nhớ rồi. Các chương trình Colorman này mọi người đều ủng hộ 0936842505. Dạ. Hoặc là fanpage của cái bạn đó thì quý bà con cô bác ở xa, đặc biệt là ở nước ngoài, mình cũng mong là quý bà con cô bác là nếu mà yêu thương chú Thanh Tuấn, yêu thương anh Thanh Tuấn thì mọi người ủng hộ như thế nào thì cứ cái hình thức ủng hộ thì chắc là quý vị các bạn biết rồi, cứ đưa về đó tất cả mọi thứ mình sẽ công bố rất là công khai đầy đủ hết chi tiết sau khi kết thúc chương trình. Dạ. Thì thật ra như cũng đã chia sẻ ban đầu là các cô chú anh chị bây giờ cũng không có phải lấy cái chuyện mà vật chất là trên hết, nhưng mà cái đó là cái tinh thần mà mình nghĩ là tại vì cái tình thương á, tình cảm của bà của quý khán giả thì khi giờ muốn ủng hộ giờ làm sao giờ, chẳng lẽ mình không nhận thì nó cũng không được. Đó thì giờ cũng xin là cũng rất là mong quý bà con bác chia sẻ cái video này sau khi mà
chú Thanh Tuấn đồng ý rồi thì mình sẽ chia sẻ cái video này lên YouTube và trên Facebook, và rất mong quý bà con cô bác chuẩn bị chờ đón một show mới. Và cái show này năm nay thật sự khi mình chia sẻ với lại em có nói với các bạn giám đốc âm nhạc á, bạn nói anh ơi hay quá, anh mà làm cho được cái show này thì anh nghĩ là chắc là thắng thành liền. Dạ, quá tuyệt vời. Nó khác hết tất cả, nó khác, nó cũng... đúng rồi. Dạ. Nó không giống. Dạ. Nó có lạ. Dạ. Thôi giờ chắc mình cũng xin phép xin anh Thanh Tuấn một hai câu. Dạ, một hai câu nhẹ nhẹ để cho bà con phê nhá hàng cho bà con phê trước. Dạ. Dạ. Không có đèn cổ sao? Không có đèn, cái đàn nhạc mà đàn tám đèn cổ chứ. Đàn giờ lắm rồi. Dạ. Dạ. Dây xe hay dây kép đây? Hả? Dây xe. Anh biết dây gì? Anh biết dây gì? Dây này nó đang dây không? Dây xe hay dây kép? Đó, vậy đó đó. Ủa, cái phím đâu? Không có phím. Ngoài lắm mình à. Đàn đây và đàn tầm đàn cổ không? Vừa cổ vừa tân. Nhiều cái đàn lắm mà. Dạ, dạ, điện dạ. Nó nhiều cây lắm á. Dạ. Đàn nãy nó, em đàn nhiều cây lắm. Đàn như một băng nhạc luôn á. Đàn cổ nhạc. Cái tân rồi. Làm mà mình nói lên cho anh Tham được rồi. Nghe đâu mình làm sao mà có kẹn đâu mình sẽ đánh. Biết đâu. Dạ. Ảnh xả dây theo kiểu của ảnh. Khó lắm. Dạ. Dạ thưa anh là Vương Phụng, nghệ sĩ cây lương. À anh Vương Phụng. Vương Phụng nghệ sĩ lương. Dạ. Này cũng hàng 6 rồi. Dạ. 64 cho năm rồi. Số lòng dạ. Đàn em. Dạ. Mời anh Vương Phụng vô tham gia tập với chú với anh Thanh Tuấn luôn. Ừ. Dạ. Vô đó. À, anh Phụng ha. Được, được. Dạ. Dạ dạ. Coi như là. Dạ dạ. Mary cái phim đàn đâu là điện đâu, cái tim đàn đâu đâu rồi, được áo rồi. Được áo không có gia đình, không có vợ con, không có vợ con. Dạ dạ không, dạ không, anh ở dưới thuốc nố. Em làm cho ảnh một cái tập show diễn cuộc đời đó, nguyên ảnh rồi xong bây giờ cứ hôm nay hôm qua lên làm cũng một chương trình cho người khác. Anh lên ảnh đàn, đàn hay quá. Yeah. Đàn hay lắm anh ơi. Dạ quái lắm, đơn giản hay lắm, rất là đơn giản. Không, đường cổ cũng ác lắm luôn. Đám xíu anh đừng có nói kìa. Dạ. Có nói mới được. Không anh, không. Đánh đằng này luôn, đằng này là em tặng á. Thì em mua nhà đường Tân đó, đằng của Mỹ đó. Cái này mua bển hả? Dạ. Ở đây chứ. Dạ mua như là nhập, hàng nhập. Anh để cái bộ dây, anh xả nó khác. Nó đi dây cổ dạng rồi. Dạ, ảnh đánh cái phim vậy đó phải không? Đây này. Ủa đêm thấp quá, này thấp lắm. Đêm nay à. Điều nước cái điện. Dạ dạ. Nước trà đó, còn này đây. Dạ thôi. Uống nào uống hả? Uống Pocari cho nó. Ờ đó này ha. Uống đi. Uống nước mấy đứa ơi. Dạ dạ dạ. Uống nước đi. Uống nước con. Một cành mai trắng cài lên tóc, chôn chặt ngàn năm kỷ niệm buồn. Nàng ấy vui lên bên hạnh phúc, ta về tìm lại nắng quê hương. Công nương ơi, xin đừng chép lại dần thơ chuỗi ngày ly bì, vì nắng ngoài kia vẫn còn ta tiếc như lá tàn đông rơi rụng ở viên đường. Vết sầu xưa còn đọng trong đôi mắt yêu buồn, vì tu công của đủ quý quyền
để mà xây mộng với tình yêu. Vậy thì từ nay tôi xin công nương đừng nhìn tôi bằng đôi mắt buồn tiếc tha, và cũng đừng gợi lại những hình ảnh ngày qua, mà xin hãy để liệm dần trong tâm tưởng. Câu hai, mà ơi kẻ dâm bước lần sẽ qua thì không được quyền buồn trong ngày hôm nay, mà chỉ có người bị bỏ lại sau lưng mới thầm lặng lẽ thương sầu. Tôi đây là kẻ cô đơn đứng đột đi bên cầu, nhìn chiếc cầu ngang vừa gãy đổ mà trong lòng đau đớn khôn nguôi. Nhưng thôi công nương ơi, định mệnh phụ phàng ngang trái, xin nàng hãy cố mà quên, để tôi làm cánh chim trời phiêu bạc ngoài ngàn dặm vô sư. Dạ dạ nhẹ nhẹ thôi, nhá nhẹ nhẹ dạ thôi. Nhá mãi. Nhá mãi. Thù liên tiếp khàn trời. Dạ đi qua. Dạ mấy hôm nay là, dạ kính thưa quý vị các khán giả là mấy hôm nay thì anh Thanh Tuấn đi thu âm. Thu âm nhiều lắm. Dạ thu âm nhiều lắm cho nên là hôm nay là dạ. Giọng này bị khàn. Dạ. Chứ không phải giọng vậy đâu. Dạ. Không phải giọng yếu vậy đâu. Bên này bị khàn. Dạ, không có yếu chút xíu nào. Bên này lấy còn ghê, còn bén lắm. Bên này ca thì nhìn vô sức khỏe thì chắc có thể quay những 6-10. Dạ. 6-10. Dạ. Thế có sức mình biết. Dạ. Đi khàn quá. Dạ. Chứ không phải vậy. Dạ. Dạ thôi 6/10 là 6 thành công lực thôi, nhưng mà cũng trên được 6 rồi. Dạ. Trên đâu đó. Dạ dạ. 6 thành công lực thôi là nghe cũng phê rồi đó nha, phải đúng không quý vị các bạn? Nhưng mà khi chắc chắn làm là thì tốt hơn. Dạ. Hơn. Mình sẽ tập trung để dành tất cả những cái à, vậy đợi cái đợt nhà quen rồi, không có dạ. Cái này có. Không tốt, đừng tốt. Dạ. Tốt. Dạ. Điện đường tốt lắm. Dạ. Quá đúng quá ngon rồi. Dạ. Rồi dạ, quý vị và bạn thân mến, rất mong là quý vị các bạn tiếp tục ủng hộ cho những cái chương trình của Điện Quân cũng như là Colorman thực hiện, và hy vọng rằng nối tiếp show diễn cuộc đời thì dấu ấn huyền thoại sẽ tiếp tục là một cái show mà rất nhiều cảm xúc, và cũng mong là quý bà con cô bác ủng hộ không chỉ cho cái chương trình mà hướng đến những cái nhân vật mà có thể nói là huyền thoại một thời. Dạ đến đây thì chắc là có lẽ là video này sẽ được khép lại tại đây, và xin dành tất cả những cái gì tinh hoa, những gì tinh túy nhất để cho cái chương trình dấu ấn huyền thoại sắp tới. Hy vọng rằng là tiếp theo sau của anh Thanh Tuấn, nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn thì sẽ còn rất là nhiều gương mặt nữa, rất nhiều những nhân vật nữa mà mình tin chắc rằng tất cả quý vị các bạn đều rất mong muốn một lần được xem lại. Xin cảm ơn, tôi cũng xin cảm ơn. Dạ. Và xin mong rằng tất cả quý vị khán thính giả hãy ủng hộ và đón nhận chương trình dấu ấn huyền thoại do Điền Quân đảm nhiệm trách nhiệm để mà tổ chức chương trình này. Dạ. Và mong rằng quý vị đón nhận và ủng hộ tiếp cho Điền Quân và cho Thanh Tuấn. Hết sức cảm ơn. Dạ. Dạ, và cũng xin được thay mặt ban tổ chức em xin gửi lời cảm ơn anh đã dành cho tụi em một cái buổi gặp gỡ mặc dù là ngắn thôi nhưng mà thật ra là rất là quý. Cũng như đã chia sẻ lúc đầu là hy vọng là
nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn mở hàng dấu ấn huyền thoại, thì dấu ấn huyền thoại hứa hẹn sẽ được quý khán giả tiếp tục yêu mến và ủng hộ. Dạ, xin chào tạm biệt. Xin chào tạm biệt. Tú Điền.